Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây Ngọc Thủy gửi đến quý vị những tin liên quan đến Philadelphia. Thưa quý vị, hành khách đi trên xe bus sắp tòa bị trúng đạn lạc. Bản tin mới nhất của nha cảnh sát Philadelphia cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Ba 22 tháng 11, một hành khách 35 tuổi lên chuyến xe bus thuộc lộ trình 56 của SEPTA, cơ quan giao thông vận tải miền đông nam Pennsylvania, đi về phía bắc đại lộ Torresdale gần đường Church đã bị trúng đạn lạc ở khu dân cư Frankfort, Philadelphia. Chánh thanh tra cảnh sát Scott Moore nói rằng, viên đạn bắn từ bên ngoài xuyên qua xe bus trúng vào tay một hành khách ngồi ở giữa, trong lúc trên xe có tài xế và 7 người. Tài xế nhanh chóng dừng lại trên đường Orthodox. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện điều trị, tình trạng vết thương đã ổn định. Nhà chức trách tìm kiếm bằng chứng chung quanh đại lộ Torresdale và đường Church, nhưng không thấy bất cứ một vỏ đạn nào khác, và họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nghi can. Và một bản tin khác, cảnh sát điều tra hai nghi can đột nhập khu nhà gần Đại học Temple. Nhà cảnh sát Philadelphia đang điều tra để tìm hai nghi can bị truy nã vì đột nhập vào khu ở gần Đại học Temple, cướp tài sản của họ. Và sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng ngày 21 tháng 11 tại chung cư số 1900 trên đường số 18 ở phía bắc Philadelphia. Những tên trộm đeo khẩu trang đánh thức 4 thanh niên, trong đó có 2 sinh viên của Đại học Temple, dùng súng uy hiếp họ giao nộp tài sản cá nhân. Một người không có nhà trong lúc xảy ra trộm cắp cho nhà chức trách biết rằng, các bạn của anh vì muốn bảo toàn tánh mạng đã bình thản đưa cho những tên trộm một số iPhone, đồng hồ Apple, nhiều thiết bị công nghệ khác. Chúng cũng ăn cắp một khẩu súng, một chiếc xe Mitsubishi Eclipse Cross đời 2022 màu đen. Chiếc xe bị ăn cắp đã được thu hồi. Vụ này tương tự như vụ trộm cắp xảy ra vào ngày 11 tháng 11. Những tên trộm đeo khẩu trang cũng đột nhập vào nhà trong lúc 11 sinh viên đang ngủ, dùng súng uy hiếp họ để lấy laptop, điện thoại di động, thẻ tín dụng, một chiếc xe hơi trong căn nhà thuộc chung cư số 1300 ở phía bắc đường số 15. Các thám tử theo dõi video giám sát từ một cửa hàng gần đó cho thấy một người đàn ông sử dụng một trong số những thẻ tín dụng bị ăn cắp đã phát hành đoạn clip này cho công chúng, với hy vọng có người nhận ra những kẻ bị tình nghi. Trước đó vào ngày 9 tháng 11, nữ sinh viên Kayla Barron của Đại học Temple cũng bị bọn cướp dùng súng uy hiếp lấy tài sản của cô, ngay trong căn nhà nằm ở phía bắc đường số 18 ở bên ngoài trường đại học. Và rất may những nạn nhân nói trên đều không bị thương. Bất cứ ai có thông tin về những tội phạm này hãy thông báo cho nha cảnh sát Philadelphia. Và tin nói về bắt giữ truy nã những kẻ sát nhân máu lạnh tại gia đình. Nha cảnh sát Delaware bắt giữ một hung thủ truy nã 3 nghi can khác vì có liên quan đến vụ sát hại 2 người vào cuối tuần qua. Các nhà điều tra gọi vụ án này là hình thức hành quyết máu lạnh. Có ít nhất là 60 viên đạn đã được bắn ra trước lúc nửa đêm thứ Bảy, ngày 19 tháng 11, tại khu đô thị nằm trên đại lộ Winter và đường Church ở Yarden. Nghi can Nazir Anderson, 19 tuổi, ở Philadelphia, bị cáo buộc phạm trọng tội giết người. Và các nhân chứng nói với cảnh sát, họ cùng nạn nhân tham dự bữa tiệc trong một sự kiện được tổ chức ngay góc phố thì xảy ra bạo lực. Một cư dân tên Clifford Brock sống gần đó nói rằng, anh nhìn thấy đám đông khoảng 50 người bỏ chạy khi tiếng súng liên tục vang lên, mặc dù có một trạm cảnh sát ở gần đó. Ông Jackson Stanford, công tố viên tại quận Delaware, cho biết, những tay súng không chỉ bắn 60 viên đạn giết chết hai nạn nhân đáng thương, mà còn lấy chân đè lên người của họ đã gục ngã tại bãi đậu xe. Nổ súng bắn vào cơ thể nằm sấp của họ. Nạn nhân là một thanh niên và một thiếu nữ khoảng 20 và 21 tuổi. Các nhà điều tra tìm thấy Anderson trốn trong một chiếc xe đậu gần hiện trường, đã tước đoạt súng và bắt giữ hắn. Ít nhất có 3 kẻ đồng phạm khác cũng đang bị cảnh sát truy nã. Họ hy vọng video an ninh tại bãi đậu xe sẽ ghi lại những manh mối giúp ích cho cuộc điều tra của cảnh sát. Án mạng xảy ra gây chấn động cộng đồng cư dân, bởi vì xưa nay thì Yarden vẫn được coi là nơi bình yên.
Nhà chức trách đang tìm kiếm nguyên nhân vì sao lại xảy ra vụ hành quyết dã man nói trên. Họ chưa tiết lộ động cơ, chỉ nói rằng hai nạn nhân vô tội không có vũ khí trên người khi bị bắn. Và sau qua bản tin cho biết là các bác sĩ khuyến cáo về bệnh cúm virus RSV và COVID trong lễ tạ ơn. Trong lúc các gia đình tại thung lũng Delaware đang chuẩn bị bữa tiệc trong lễ tạ ơn, các bác sĩ đưa ra lời khuyến cáo và nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn để dân chúng tiêm chủng vaccine phòng ngừa bệnh cúm hay COVID, vì những loại vaccine này sẽ có tác dụng trong vài tuần sau đó. Cư dân Tyler Hoop ở thị trấn Bella Sandwich cho biết, năm 2020 là năm chỉ có lễ tạ ơn ảo. Đây là lần đầu tiên mọi người trong gia đình cùng quay quần bên nhau để ăn mừng. Trong khi đó, thì cô Anastasia Briscoe ở Winnefield cho biết, nếu cô hay chồng cảm thấy mệt mỏi và có vẻ nhiễm bệnh, họ sẽ ở nhà không tham dự bất cứ bữa tiệc nào để tránh lây nhiễm cho người thân và bằng hữu. Năm nay, số người đi du lịch trong mùa lễ tạ ơn gia tăng, vì thế bệnh tật cũng sẽ gia tăng đột biến. Bác sĩ Jonathan Miller, giám đốc chăm sóc chính tại Bệnh viện Dây Đồng Nemer Children's cho biết, phòng cấp cứu và các giường trong bệnh viện vẫn đón nhận rất nhiều trẻ em bị bệnh. Virus về đường hô hấp đang lan truyền và lây nhiễm khắp nơi. COVID-19 không phải là virus duy nhất khiến cho mọi người phải quan tâm trong năm nay, bởi vì những trường hợp lây nhiễm virus RSV và virus cảm cúm đã gia tăng rất nhiều. Nhóm ký giả Action News Data đưa tin, những trường hợp cảm cúm hay nhiễm coronavirus gia tăng trên toàn quốc, gấp đôi mức cao nhất của năm 2021, chỉ không nhiều như trong thời đại dịch. Và các bác sĩ còn nói rằng, cách tốt nhất để giữ an toàn trong lễ tạ ơn đó là xem coi thành viên nào trong gia đình bị suy giảm khả năng miễn dịch hay có những triệu chứng bị cảm cúm, nhiễm COVID và virus RSV. Nếu mọi người vẫn muốn họp mặt, nên đeo khẩu trang. Và tiếp về thực tập lễ diễn hành ngày lễ tạ ơn 6ABC Duncan. Những người sẽ tham dự diễn hành trong ngày lễ tạ ơn 6ABC Duncan thực tập đội hình nhảy múa theo âm nhạc trước cửa Viện Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia từ lúc 6 giờ 30 phút đến 10 giờ tối ngày thứ Hai 21 tháng 11. Đài truyền hình Action News nhìn thấy một số nhóm tham gia chương trình năm nay, chẳng hạn như nhóm ca múa của Mumford Dance Studio hay Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Queen. Một cô gái tên Emily Bloomberg nói rằng, họ thật sự hạnh phúc và vì đã nhảy múa trong lễ diễn hành suốt 29 năm qua và cảm nhận đây là thời điểm tuyệt vời nhất trên toàn thế giới. Các nhà tổ chức cho biết, tất cả mọi việc đều ăn khớp với kế hoạch của họ. Có hơn 35 nhạc sĩ, nhiều hình nộm, bông bóng bay và nhiều ban nhạc khác trên toàn quốc cũng tham dự ngày diễn hành truyền thống trong lễ tạ ơn. Do đài truyền hình 6ABC và chuỗi nhà hàng Dunkin' cùng tổ chức tại Philadelphia. Và chương trình này được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình 6ABC vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Năm ngày 24 tháng 11.